cô chú anh chị ngày mới an lành ạ. Rất vui gặp lại cô chú anh chị em mình trên kênh Ấm Áp Miền Tây. Hôm nay chúng ta có mặt ở phía cầu Tân Long, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Dạ. Mình qua hết cầu bên kia thì là mình sẽ qua được bên Cù Lao Năm Xã của Đồng Tháp rồi. Dạ. Bên đó thì Tân Hòa, Tân Huệ, Tân Quới rồi đó, cả nhà Tân Bình rồi đó. Qua hết xuống dốc cầu bên kia là sẽ qua bên Đồng Tháp. Nhưng mà cầu này có thu phí nè. Hôm nay Ấm Áp Miền Tây cũng đi ghi hình một chợ nhỏ nhỏ. Chợ trộm hổm nhỏ nhỏ, chợ quê cho bà con mình xem. Thì tiện đây cũng nối liền với lại chiếc cầu này. Cái ngôi chợ đó thì cũng nhờ có chiếc cầu này mà bà con ở bên Đồng Tháp qua đi chợ cũng đông vui. Hàng quá thì bán cũng nhiều cho nên là Kim cũng ghi hình để chia sẻ cho bà con mình xem. Cũng lâu rồi. Lâu rồi cũng không có qua bên Cù Lao Năm Xã mà cũng không qua chiếc cầu này. Còn bây giờ thì cũng có dịp thì Kim cũng trở lại để ghi hình cho bà con mình xem. Mấy trước màn hình mình đó là bên Cù Lao Năm Xã của Đồng Tháp nha cả nhà. Còn hướng bên đây là chợ mới mình nè. Đó xa xa thì nhìn thấy thánh thất cao đài, rồi những chiếc xà lan, rồi những công ty đó. Ở bên kia cũng vậy nè. Đó, hướng bên này là hướng của chợ mới nha. Thôi bây giờ mình xuống để mình đi xuống dưới chợ nhỏ nha. Thu phí là ở bên Đồng Tháp nha. Ở phía bên Cù Lao Năm Xã đó là thu phí cái trạm ở bên đó. Còn ở đây mình chạy lên thì không có trạm. Bởi vì là Kim không có qua bên Cù Lao Năm Xã cho nên Kim không có xuống dốc cầu. Cho nên mình không phải đóng phí. Mình chỉ lên cầu mình ghi hình chiếc cầu cầu Tân Long này cho bà con xem thôi. Dạ, đó là cầu Tân Long. Bây giờ mình xuống dốc cầu nè. Mình quẹo phải thì mình sẽ đi đến được chợ nhỏ nha. Cái hướng này nè cô chú anh chị, hướng này là mình sẽ đi ra Mỹ Luông rồi mình đi qua Đồng Tháp cũng được. Còn hướng này nè, còn hướng này thì mình sẽ đi đó, bước qua cầu cái thì là có cái chợ nhỏ nhỏ xíu xíu này, dễ thương không cả nhà. Bước qua cầu thì bởi vì cái chợ này sinh hoạt là vừa bán cho bà con mình ở khu vực xã Hòa Long và cũng là bán cho bên Cù Lao Năm Xã bà con qua đây đi chợ đó. Chợ thì bởi vậy Kim mới gọi là chợ trộm hổm, chỉ nhóm họp xíu xíu dọc hai bên đường vậy thôi nè. Đó, như hàng hóa bán nhiều lắm nha. Bởi vì là cũng nhờ cái bên Cù Lao Năm Xã qua nữa bà con đi chợ mua đủ thứ hết trơn hay cả nhà ha. Quần áo nè. Chợ trùm hổm cho nên bán. Kệ, lâu lâu à quay chợ quê mình cho bà con người ta xa quê người ta coi. Trời ơi, mảng cầu sim nè, mảng cầu sim đang nhiêu ký vậy chị? Mảng cầu sim đang nhiêu ký hả? Trời ơi, này cũng rẻ ha. Trời ơi, ngon cái này mùa hay gì á. Bơ nè, trời ơi, bán đủ thứ hết trơn, mê quá cả nhà ơi. Đó, tuy là chợ chợ nhỏ thôi, chợ chùm hổm thôi mà bán đủ thứ hàng quá hết trơn á. Em có tên gì hả? Hả? Ấm Áp Miền Tây. À, rồi em thấy chợ bên chợ nữa gì nè. À, đủ thứ hết trơn. Em thấy rồi, em thấy rồi. Em thấy rồi không? Em thấy chợ gì mà quay chợ. bữa nay rồi không có đi xa, bữa nay không đi xa, đi lòng vòng chút xíu thôi, bán hàng đi chị, đi xíu nha. Đó, chợ nhỏ mình thôi, nhóm họ chút xíu thôi cả nhà, nhưng mà hàng quá nhiều lắm nha.
chợ bán đồ rất là dễ thương, nhiều quá trời luôn, đủ thứ hết trơn á. Bởi vậy mình mới kêu là chợ Trùm Hổm thôi, chỉ là nhóm họp theo khu vực một chút xíu thôi. Đó, chợ quê miền Tây mình đó nha cả nhà. Đó, rồi có những cái xe thịt nè, nhóm họp ở chợ chút xíu, xong rồi nếu mà còn thì lại đẩy đi vòng bán tiếp thị tận các gia đình cho bà con mình tiện mua. Trứng vịt khô mắm, có trái cây nè, quá trường ngon không cả nhà. Mùa này thì cũng bước vô mùa sầu riêng rồi nè cả nhà. Đó, sầu riêng ở xứ mình ấy cũng nhiều, bà con cũng trồng nhiều lắm nha, cho nên là cũng rẻ chứ không mắc đâu. Trời thơm quá trời, mùa này đang có măng cầu nữa nè, đang có măng cầu sim nè. Chợ nhỏ thôi mà bán đủ thứ hết trơn. Gà vịt làm sẵn. Ta chỉ ngồi dọc hai bên đường vậy thôi. À, nhóm họp chút xíu là hết rồi cả nhà. Từ Mỹ Luông thì là mình chạy thẳng đi nữa. Đó. Nó chui chân mắt trong kiệt, nó chết, nó hồi, nó thối, không biết đâu mà tiền. Dạ bữa nay sản phẩm mới, công nghệ mới, mình đuổi chuột bằng túi. Dạ trời ơi. Từ thị trấn Mỹ Luông á, mình chạy nữa thì là mình sẽ đến Đồng Tháp. Đó, chợ nhỏ, tuy là chợ nhỏ thôi mà bán đồ bà con. Đây là những gian hàng bà con mình ở xa đem hàng về bán thôi, chứ không phải là bán cố định, nhưng mà ngày nào cũng có hết trơn á. Không gian hàng này thì là gian hàng kia. Đó, còn đây là trở lại với cầu Tân Long hồi nãy mình đi qua nè.
thôi đến đây thôi Kim cũng dừng máy ở đây nha. À, bởi vì chợ nhỏ thì cũng chỉ có chút xíu vậy thôi à, chứ cũng không có nhiều nữa. Thôi đến đây thôi. À, chúc tất cả bà con mình một ngày đầu tuần thật vui, thật nhiều ý nghĩa nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.